Quý vị và các bạn đang xem tin thế giới của báo điện tử Vietnamnet. Tin thế giới có nội dung chính như sau. Israel có thể chống chịu một cuộc xung đột toàn diện mới với Hezbollah. Sau gần một năm giao tranh với phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza, Israel đang gia tăng các hoạt động chống nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban. Hiện có nhiều đồn đoán về việc Israel có ý định tiến hành một chiến dịch tấn công trên bộ vào Liban hay không. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, Hezbollah không phải là Hamas và Tel Aviv sẽ phải đối mặt với một mối đe dọa lớn hơn nhiều, cùng cái giá phải trả tương xứng nếu thúc đẩy một cuộc xung đột toàn diện mới với nhóm vũ trang này vì nhiều lý do. Hezbollah mạnh hơn Hamas. Là nhóm vũ trang Hồi giáo người Shiite thân cận nhất của Iran trong khu vực, Hezbollah không chỉ phô trương vũ khí tinh vi hơn trong năm qua, mà còn tự hào về chiều sâu chiến lược thông qua các đồng minh và đối tác trên khắp Trung Đông, kể cả ở Iraq và Yemen. Trong khi năng lực quân sự của Israel đã được cải thiện kể từ khi cuộc chiến gần đây nhất ở Liban vào năm 2006, khi Tel Aviv vẫn chưa có hệ thống phòng không vòm sắt, kho vũ khí của Hezbollah cũng vậy. CNN dẫn lời các nhà phân tích quân sự, ước tính Hezbollah đang có từ 30.000 đến 50.000 quân. Song đầu năm nay, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah tuyên bố nhóm đang quy tụ hơn 100.000 chiến binh và quân dự bị. Nhóm cũng được cho đang sở hữu từ 120.000 đến 200.000 tên lửa và rocket. Tài sản quân sự lớn nhất của Hezbollah là tên lửa đạn đạo tầm xa, ước tính có thể lên tới hàng nghìn quả, bao gồm cả 1.500 tên lửa, chính xác có tầm bắn từ 250 đến 300 km và một số tên lửa được quảng cáo có thể bắn xa tới 500 km. Trong cuộc tập kích cuối tuần trước, nhóm tuyên bố đã nhắm vào căn cứ không quân Ramat David của Israel, cách biên giới Liban khoảng 48 km, bằng các tên lửa tầm xa Fadi-1 và Fadi-2 được sử dụng lần đầu tiên. Quân đội Israel không trả lời các câu hỏi về việc căn cứ này có bị ảnh hưởng hay không, nhưng cơ quan ứng phó tình huống khẩn cấp của nước này thống kê có 3 người bị thương trong sự cố. Theo Benam Ben Taleblu, chuyên gia cấp cao tại tổ chức nghiên cứu FDD, Washington, Mỹ, chuyên tìm hiểu về Iran và các lực lượng ủy nhiệm, trọng lượng đầu đạn của những tên lửa này gợi nhớ đến đầu đạn Buchan Iran, hạng nặng lần đầu tiên được Hezbollah sử dụng vào mùa đông năm ngoái để chống Israel, nhưng có tầm bắn xa hơn đáng kể. Ông Taleblu nhận định, vụ tấn công bằng đầu đạn mới có thể là cách Hezbollah muốn giữ thể diện nhưng không mất bình tĩnh sau vụ gây nổ hàng loạt thiết bị liên lạc cầm tay của các thành viên nhóm, tình nghi, do Israel tiến hành trong 2 ngày 17 đến 18 tháng 9. Orna Mizrahi, một chuyên gia về Hezbollah tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, INSS lưu ý, phần lớn khả năng chiến đấu của Israel trong hai cuộc xung đột diễn ra cùng lúc phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Mỹ. Bà Mizrahi tin rằng lực lượng phòng vệ Israel, IDF, có thể làm được điều đó trong thời gian dài nếu được Washington cung cấp đạn dược đầy đủ. Theo bà Mizrahi, Israel cũng có lợi thế tình báo rất lớn. Đáng chú ý nhất là các cuộc tấn công táo bạo và hệ thống liên lạc của Hezbollah vào tuần trước. Ngoài ra, Mỹ nhiều khả năng sẽ can thiệp hỗ trợ Israel trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột toàn diện mới. Quân đội Israel bị kéo căng. Israel là một quốc gia nhỏ và lực lượng quân sự của họ không phải là vô hạn. Để chuẩn bị cho khả năng xảy ra cuộc xung đột thứ hai, IDF đang chuyển một số sư đoàn chủ chốt của mình từ Gaza về biên giới phía bắc đất nước. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố trọng tâm hoạt động quân sự đang dịch chuyển về phía bắc cùng với lực lượng, tài nguyên, năng lượng. Trong số các đơn vị được rút về bảo vệ biên giới phía bắc Israel có sư đoàn 98 tinh nhuệ của Israel. Theo truyền thông Israel, sư đoàn lính dù còn có tên gọi Uzbat Ha'esh này được cho bao gồm từ 10.000 đến 20.000 quân. Yoel Guzanski, chuyên gia INSS từng làm việc cho Hội đồng An ninh Quốc gia Israel dưới thời ba thủ tướng, giải thích việc IDF chuyển hướng nguồn lực sang mặt trận Liban không có nghĩa cuộc xung đột ở Gaza đã kết thúc. Động thái có thể vì Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảm thấy buộc phải giải quyết mặt trận phía Bắc trong bối cảnh áp lực trong nước gia tăng nhằm tạo điều kiện cho những người sơ tán khỏi khu vực này trở về. Nhiều học giả Israel lo ngại, dưới lúc chiến dịch chống Hamas đã gây ra căng thẳng cho quân đội Israel, khiến binh lính không được nghỉ ngơi nhiều và gây tình trạng thiếu hụt nguồn lực đáng kể, một cuộc xung đột toàn diện mới với Hezbollah sẽ làm trầm trọng hóa tình hình. Nền kinh tế Israel hứng chịu suy thoái.
nền kinh tế Israel là một trong những nạn nhân lớn nhất của cuộc xung đột ở dải Gaza, khi phải hứng chịu một đòn giáng mạnh ngay từ những ngày đầu của giao tranh vào tháng 10 năm ngoái. Hàng nghìn doanh nghiệp của nước này đã thiệt hại khi quân dự bị phải từ bỏ cuộc sống thường dân để cầm vũ khí, và nền kinh tế của đất nước đang suy thoái với tốc độ đáng báo động. Chuyên gia Guzanski cảnh báo, tác động tàn phá của cuộc xung đột đối với nền kinh tế và xã hội Israel dự kiến sẽ còn kéo dài trong nhiều năm tới. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD thống kê, trong số 38 quốc gia thành viên, Israel đã cho thấy sự suy thoái kinh tế mạnh nhất trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay. Cũng theo dữ liệu của OECD, nền kinh tế Israel đã suy thoái 4,1% trong những tháng đầu của cuộc xung đột và tiếp tục suy thoái, mặc dù với tốc độ chậm hơn trong suốt quý đầu tiên và quý thứ hai của năm 2024. Ngược lại, chi tiêu quân sự của Israel tăng vọt, hiện chiếm gần 13% GDP của Israel, cao hơn nhiều so với mức việc phân bổ ngân sách quốc phòng thường niên trước đây là 4,5% đến 6,5% GDP. Việc mở rộng xung đột cũng đã tác động đến xếp hạng tín dụng của Israel, khiến việc vay nợ trở nên tốn kém hơn. Nhiều tổ chức xếp hạng tín dụng đã hạ bậc tín nhiệm của quốc gia này kể từ khi IDF bắt đầu xúc tiến chiến dịch quân sự chống Hamas ở Gaza. Tháng trước, cơ quan xếp hạng tín dụng Moody's cảnh báo một cuộc xung đột toàn diện với Hezbollah hoặc Iran có thể gây ra hậu quả tín dụng đáng kể đối với các bên phát hành nợ của Israel. Cuộc khủng hoảng về tính hợp pháp. Giới quan sát đánh giá, một mặt trận xung đột thứ hai, đặc biệt là mặt trận có khả năng gây tổn hại nhiều hơn cho Liban so với Israel, có thể là giọt nước tràn ly đối với nhiều quốc gia phản đối chiến dịch quân sự của Tel Aviv ở Gaza. Sự đồng cảm toàn cầu mà Tel Aviv từng nhận được ngay sau vụ đột kích đẫm máu của các tay súng Hamas vào lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã chuyển thành làn sóng chỉ trích gay gắt do hậu quả tàn khốc của các hoạt động quân sự của IDF ở Gaza. Theo hãng thông tấn Al Jazeera, tính đến ngày 25 tháng 9, cuộc xung đột đã khiến ít nhất 41.467 người Palestine, bao gồm gần 16.500 trẻ em thiệt mạng và khoảng 96.000 người khác bị thương. Israel giờ đây còn phải đối mặt với các cáo buộc về tội ác chiến tranh và diệt chủng tại các tòa án quốc tế, điều nước này kiên quyết phủ nhận. Trong nước, người Israel từng thể hiện mong muốn chiến đấu lớn hơn khi bắt đầu cuộc xung đột ở Gaza. Nhưng các cuộc thăm dò mới đây cho thấy sự ủng hộ này đã giảm dần trong những tháng gần đây. Người Israel cũng chia rẽ về sự ủng hộ dành cho cuộc chiến chống Hezbollah của IDF. Một cuộc khảo sát do Viện Nghiên cứu Dân chủ Israel công bố hồi tháng 7 hé lộ, 42% người dân nước này cho rằng Tel Aviv nên theo đuổi một thỏa thuận. Ngoại giao, với nhóm vũ trang ở Liban, bất chấp khả năng xảy ra thêm một cuộc xung đột trong tương lai. Trong khi đó, chỉ 38% số người được hỏi tin IDF nên đuổi theo một chiến thắng quân sự trước Hezbollah, ngay cả khi phải trả giá bằng thiệt hại đáng kể cho các khu vực dân sự. Bất chấp sự chia rẽ, cuộc thăm dò cho thấy hiện ít người Israel ủng hộ cuộc xung đột với Hezbollah hơn so với khảo sát cuối năm ngoái. Đa số các ý kiến đều nhất trí rằng thêm một cuộc xung đột toàn diện nữa ở nước láng giềng sẽ lợi bất cập hại với Israel. CNN dẫn thông cáo báo chí của quân đội Israel cho hay, Tổng tham mưu trưởng Halevi đã nói với các binh sĩ khi đến thăm khu vực biên giới phía bắc đất nước ngày 25 tháng 9. Các bạn thường nghe thấy tiếng máy bay phản lực trên cao. Chúng ta đã tấn công cả ngày rồi. Điều này vừa để chuẩn bị tiền đề cho cuộc đột kích có thể xảy ra, vừa nhằm tiếp tục làm suy yếu Hezbollah. Đây là lần thứ hai trong ngày 25 tháng 9, một vị tướng hàng đầu của Israel tuyên bố về khả năng xảy ra chiến dịch tấn công trên bộ vào nước láng giềng. Trước Tổng tham mưu trưởng Halevi, Thiếu tướng Ari Gordin, chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Bắc Israel cũng yêu cầu binh lính phải chuẩn bị đầy đủ cho hành động. Tuyên bố mới được đưa ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo sẽ triệu tập hai lữ đoàn dự bị vì cuộc xung đột với nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah, thân Iran ở Lebanon. Việc triển khai quân dự bị sẽ cho phép chúng ta tiếp tục nỗ lực chiến đấu, chống Hezbollah, bảo vệ các công dân Israel và tạo điều kiện để người dân ở miền Bắc đất nước trở về nhà an toàn, trích tuyên bố của IDF. Tuần trước, quân đội Israel tiết lộ đang điều chuyển sư đoàn tinh nhuệ số 98 từ dải Gaza đến khu vực biên giới phía Bắc đất nước. Khi đến thăm lữ đoàn 7 ở miền Bắc Israel, Thiếu tướng Gordin nhấn mạnh các hoạt động quân sự ở Lebanon đã đến giai đoạn khác và quân đội cần sẵn sàng cho chiến dịch. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galan hôm 24 tháng 9 cũng ám chỉ khả năng tiến công trên bộ vào Lebanon. Ông Galan nói với các binh sĩ, các
các bạn cần hiểu rằng có thể đến lúc chúng tôi ra lệnh và hệ thống sẽ phải tiến lên, vì vậy phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Hiện có nhiều đồn đoán về việc Israel có ý định tiến hành một chiến dịch tấn công trên bộ vào Lebanon hay không. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, Hezbollah không phải là Hamas và Tel Aviv sẽ phải đối mặt với mối đe dọa lớn hơn nhiều, cùng cái giá phải trả tương xứng nếu thúc đẩy một cuộc xung đột toàn diện mới với nhóm vũ trang này vì nhiều lý do. Nền kinh tế Israel là một trong những nạn nhân lớn nhất của cuộc xung đột ở giải Gaza, khi phải hứng chịu một đòn giáng mạnh ngay từ những ngày đầu của giao tranh vào tháng 10 năm ngoái. Hàng nghìn doanh nghiệp của nước này đã thiệt hại khi quân dự bị phải từ bỏ cuộc sống thường dân để cầm vũ khí và nền kinh tế của đất nước đang suy thoái với tốc độ đáng báo động. Chuyên gia Guzanski cảnh báo, tác động tàn phá của cuộc xung đột đối với nền kinh tế và xã hội Israel dự kiến sẽ còn kéo dài trong nhiều năm tới. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD thống kê, trong số 38 quốc gia thành viên, Israel đã cho thấy sự suy thoái kinh tế mạnh nhất trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay. Cũng theo dữ liệu của OECD, nền kinh tế Israel đã suy thoái 4,1% trong những tháng đầu của cuộc xung đột và tiếp tục suy thoái, mặc dù với tốc độ chậm hơn, trong suốt quý đầu tiên và quý thứ hai của năm 2024. Ngược lại, chi tiêu quân sự của Israel tăng vọt, hiện chiếm gần 13% GDP của Israel, cao hơn nhiều so với mức phân bổ ngân sách quốc phòng thường niên trước đây là 4,5% đến 6,5% GDP. Việc mở rộng xung đột cũng đã tác động đến xếp hạng tín dụng của Israel, khiến việc vay nợ trở nên tốn kém hơn. Nhiều tổ chức xếp hạng tín dụng đã hạ bậc tín nhiệm của quốc gia này kể từ khi IDF bắt đầu xúc tiến chiến dịch quân sự chống Hamas ở Gaza. Tháng trước, cơ quan xếp hạng tín dụng Moody's cảnh báo một cuộc xung đột toàn diện với Hezbollah hoặc Iran có thể gây ra hậu quả tín dụng đáng kể đối với các bên phát hành nợ của Israel. Iran dọa hỗ trợ Hezbollah bằng mọi cách, Israel không muốn xung đột toàn diện. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo nước này sẽ hỗ trợ Liban bằng mọi cách nếu giao tranh giữa Israel Hezbollah leo thang. Phát biểu trước các phóng viên ở Liên Hợp Quốc hôm 25 tháng 9, ông Araghchi cho biết Trung Đông đang trên bờ vực của một thảm họa toàn diện. Nếu không được kiểm soát, thế giới sẽ phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc. Iran sẽ ủng hộ người dân Liban bằng mọi cách. Theo CNN, Ngoại trưởng Iran cũng cáo buộc Israel đã vượt qua mọi lằn ranh đỏ và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần phải can thiệp để khôi phục hòa bình và ổn định trong khu vực. Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an sau đó cùng ngày, ông Araghchi một lần nữa khuyến cáo tình hình ở Trung Đông đang cực kỳ bùng nổ. Sự ủng hộ không ngừng nghỉ của Mỹ và Anh đối với Israel đã trao cho họ toàn quyền hành động nguy hiểm. Nếu không có lệnh ngừng bắn ở giải Gaza, sẽ không có gì đảm bảo hòa bình trong khu vực. Cộng đồng quốc tế không thể giữ im lặng. Hội đồng Bảo an phải gánh vác trách nhiệm của mình và phản ứng một cách quyết đoán, nhà ngoại giao hàng đầu Iran nhấn mạnh. Theo báo Guardian, trước Hội đồng Bảo an, Thủ tướng Liban Najib Mikati cáo buộc Israel đang vi phạm chủ quyền của đất nước ông khi điều máy bay chiến đấu và máy bay không người lái UAV xâm phạm bầu trời, giết hại thường dân, bao gồm cả thanh thiếu niên, phụ nữ và trẻ em, phá hủy nhà cửa và buộc các gia đình phải chạy trốn. Ông Mikati nói, các bệnh viện ở Liban đã quá tải và không thể tiếp nhận thêm bất kỳ nạn nhân nào nữa. Kết thúc bài phát biểu, ông thúc giục Hội đồng Bảo an gây áp lực buộc Israel phải ngừng bắn ngay lập tức trên mọi mặt trận. Trong khi đó, đặc phái viên của Israel tại Liên Hợp Quốc, Danny Danon khẳng định đất nước của ông không muốn một cuộc xung đột toàn diện. Ông Danon lưu ý, không nước nào ngồi yên khi công dân của mình bị tấn công, đồng thời trích dẫn việc miền Bắc và miền Trung Israel đã phải đối mặt với một làn sóng tấn công không ngừng nghỉ mới của Hezbollah, hứng chịu hơn 150 quả tên lửa phóng từ Liban chỉ trong vòng 24 giờ qua. Theo đại sứ Israel, trong tuần qua, quân đội nước này đã tiến hành các vụ tập kích chính xác nhằm vào các trung tâm chỉ huy, địa điểm phóng tên lửa, kho vũ khí và ban lãnh đạo Hezbollah ở Liban. Ông cũng cáo buộc Iran là động lực đằng sau tình hình bất ổn đang lan rộng khắp Trung Đông. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên kiềm chế, tránh leo thang quân sự để giảm thiểu đổ máu cho dân thường và để các cộng đồng ở miền Bắc Israel cũng như miền Nam Liban có thể trở về nhà của họ. Iran từ chối đề nghị tấn công Israel của Hezbollah. Trong những ngày gần đây, Hezbollah đã thúc giục Iran tiến hành một cuộc tấn công chống Israel khi giao tranh giữa nhóm vũ trang ở Liban này và quân đội Israel leo thang mạnh. Song cho tới giờ, Iran vẫn kiềm chế. Hai quan chức Israel và một nhà ngoại giao phương Tây nói với hãng tin ACS của Mỹ như vậy. Họ cho biết thêm,
Iran đã khước từ đề nghị của Hezbollah với lý do hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp vì Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đang ở New York để tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo ba quan chức trên, nếu Iran tấn công trực tiếp vào Israel, thì khu vực sẽ mất ổn định hơn nữa và thậm chí có thể kéo Mỹ vào cuộc. Trong cuộc họp báo ngắn với các phóng viên hôm 23 tháng 9, Tổng thống Iran Pezeshkian cho hay Israel là bên muốn mở rộng xung đột ở khu vực và nhấn mạnh Iran không muốn rơi vào bẫy này. Trước đó, một quan chức cấp cao của Israel tuyên bố nội các an ninh đã chỉ thị cho lực lượng phòng vệ Israel IDF là tránh các động thái có thể tạo cho Iran lý do hoặc cái cớ để tham chiến. Hiện, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc và người phát ngôn của Hezbollah không trả lời yêu cầu bình luận. Israel và Hezbollah đã giao tranh dữ dội trong 2 tuần qua. Đây là cuộc xung đột lớn nhất giữa hai bên kể từ cuộc chiến năm 2006 ở Liban. Các cuộc tấn công của Israel vào hàng nghìn mục tiêu của Hezbollah tại Liban đã giết chết hơn 500 người, trong đó nhiều người là thường dân, và khiến hàng nghìn người bị thương. Hàng chục nghìn người đã chạy trốn khỏi Nam Liban. Thứ Ba ngày 24 tháng 9, IDF đã mở một cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Liban, chết người đứng đầu lực lượng tên lửa và rocket của Hezbollah là Ibrahim Qasibi. Hơn 1 triệu người ở Israel từ khu vực Haifa đến biên giới với Liban hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mà Hezbollah phóng đi để chống lại Israel. Hầu hết đã bị chặn lại, nhưng vẫn có một số người bị thương. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo nước này sẽ hỗ trợ Liban bằng mọi cách nếu giao tranh giữa Israel Hezbollah leo thang. Phát biểu trước các phóng viên ở Liên Hợp Quốc hôm 25 tháng 9, ông Araghchi cho biết Trung Đông đang trên bờ vực của một thảm họa toàn diện. Nếu không được kiểm soát, thế giới sẽ phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc. Iran sẽ ủng hộ người dân Liban bằng mọi cách. Theo CNN, Ngoại trưởng Iran cũng cáo buộc Israel đã vượt qua mọi lằn ranh đỏ và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần phải can thiệp để khôi phục hòa bình và ổn định trong khu vực. Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an sau đó cùng ngày, ông Araghchi một lần nữa khuyến cáo tình hình ở Trung Đông đang cực kỳ bùng nổ. Sự ủng hộ không ngừng nghỉ của Mỹ và Anh đối với Israel đã trao cho họ toàn quyền hành động nguy hiểm. Nếu không có lệnh ngừng bắn ở dải Gaza, sẽ không có gì đảm bảo hòa bình trong khu vực. Cộng đồng quốc tế không thể giữ im lặng. Hội đồng Bảo an phải gánh vác trách nhiệm của mình và phản ứng một cách quyết đoán, nhà ngoại giao hàng đầu Iran nhấn mạnh. Thông điệp của Hezbollah khi phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên về phía Tel Aviv. Hezbollah tuyên bố đã phóng một tên lửa đạn đạo về phía Tel Aviv, Israel vào sáng 25 tháng 9. Đây là lần đầu tiên nhóm này thực hiện một cuộc tấn công như vậy trong cuộc chiến kéo dài gần 1 năm với Israel. Theo tờ The Guardian, Hezbollah cho biết họ đã phóng tên lửa từ Liban nhằm vào một trụ sở cơ quan tình báo Mossad của Israel ngay bên ngoài Tel Aviv. Trong một tuyên bố, Hezbollah nêu rõ lực lượng kháng chiến Hồi giáo đã phóng tên lửa đạn đạo Qadr 1 vào lúc 6 giờ 30 ngày 25 tháng 9 nhằm vào trụ sở ở Mossad ở ngoại ô Tel Aviv. Đây là lần tấn công xa nhất của Hezbollah cho đến nay và động thái trả thù trực tiếp cho các cuộc tấn công vào máy nhắn tin, bộ đàm hồi tuần trước. Hezbollah cáo buộc Mossad đã thực hiện các vụ ám sát lãnh đạo của Hezbollah và kích nổ các máy nhắn tin, bộ đàm. Quân đội Israel nói rằng đây là lần đầu tiên một tên lửa do Hezbollah phóng đã bay đến khu vực Tel Aviv trước khi bị hệ thống phòng thủ trên không đánh chặn. Không có báo cáo về thương vong từ vụ tấn công. Người phát ngôn quốc tế của lực lượng phòng vệ Israel IDF, Trung tá Nadav Shoshani, cho biết Hezbollah tuyên bố cuộc tấn công nhắm vào trụ sở Mossad, nhưng ông cho biết tên lửa đã nhắm vào một khu vực khác của thành phố. Ông nói, trụ sở Mossad không nằm ở khu vực đó, nó nằm về phía đông và phía bắc của khu vực. Tên lửa của họ đã kích hoạt cảnh báo ở Netanya và Tel Aviv dọc theo bờ biển. Ông Shoshani cáo buộc, Hezbollah chắc chắn đang cố gắng leo thang tình hình, nhưng nhấn mạnh rằng Israel coi mọi cuộc tấn công nhằm vào công dân của mình là mối đe dọa ngang nhau. Dù ở Haifa hay Tel Aviv, ông tuyên bố, bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào Israel đều là điều chúng tôi không chấp nhận và chúng tôi có kế hoạch hành động để tự vệ và loại bỏ mối đe dọa. Theo ông Shoshani, các cuộc tấn công của Israel trong những tuần gần đây đã phá hủy một phần đáng kể kho vũ khí của Hezbollah và chuỗi chỉ huy. Vì vậy, mặc dù nhóm này đang cố gắng gia tăng số lượng và tầm bắn của các cuộc tấn công vào Israel, nhưng khả năng họ đã bị suy giảm.
Israel ước tính rằng Hezbollah có 150.000 tên lửa khi chiến tranh bắt đầu, nhưng ông Shoshani từ chối tiết lộ số lượng tên lửa đã bị phá hủy. Tên lửa đạn đạo là các tên lửa dẫn đường tầm xa, bay với tốc độ siêu vượt âm và rất khó đánh chặn. Hezbollah dùng loại vũ khí tấn công gần thành phố lớn thứ hai của Israel, cho thấy bước tiến leo thang đáng kể trong cuộc xung đột. Theo kênh Al Jazeera, động thái của Hezbollah gửi đi một thông điệp của Hezbollah: không giảm leo thang, không ngoại giao, chỉ có Hezbollah và quân đội Israel tấn công lẫn nhau. Trước mắt, Hezbollah mới chỉ phóng một tên lửa, vì vậy rất có khả năng đây là một thông điệp từ Hezbollah rằng họ vẫn có khả năng sử dụng tên lửa đạn đạo. Quân đội Israel tuyên bố hệ thống phòng thủ tên lửa đã đánh chặn tên lửa này. Nỗi lo của phía Israel là hệ thống phòng thủ tên lửa có thể bị quá tải. Họ phải bắn một tên lửa để bắn hạ một tên lửa từ đối phương. Vì vậy, nếu số lượng tên lửa được phóng nhiều hơn khả năng xử lý hệ thống phòng thủ, một số tên lửa đó sẽ rơi xuống Tel Aviv. Israel đã áp đặt các lệnh cấm chặt chẽ hơn, bao gồm việc đóng cửa trường học ở các khu vực phía Bắc, bao gồm thành phố Haifa. Ông Shoshani cho biết hiện có hơn 1 triệu người Israel đang bị ảnh hưởng bởi các lệnh này. Mặc dù ước tính ban đầu có thể lên tới 1,3 triệu người, nhưng nhiều người đã di chuyển về phía Nam để ở với bạn bè và gia đình. Các cuộc không kích ngày càng dữ dội vào Liban cho thấy quyết tâm của Israel trong việc ngăn chặn Hezbollah tấn công xuyên biên giới. Nhưng Tel Aviv khó đạt được mục tiêu này. Theo tờ New York Times, các cuộc không kích gây thương vong lớn ở Liban kèm theo cảnh báo sơ tán từ phía Israel vào ngày 23 tháng 9 đã chứng minh Israel muốn phá vỡ quyết tâm của Hezbollah, cũng như buộc nhóm vũ trang đang kiểm soát hàng chục ngôi làng ở miền nam Liban phải ngừng tấn công xuyên biên giới vào Israel. Song thực tế cho thấy mục đích của Israel khó có thể đạt được, trong khi giao tranh giữa Israel và Hezbollah được cho là đang tiến gần đến một cuộc chiến toàn diện. Trong tuần qua, giới chức Israel đã hy vọng bằng cách mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào những thiết bị liên lạc của Hezbollah và tiêu diệt một số chỉ huy chủ chốt của nhóm vũ trang sẽ khiến Hezbollah hoảng loạn và rút lui khỏi biên giới Israel-Liban. Phía Israel cũng tin rằng nếu họ tăng cường tấn công Hezbollah, các nhà ngoại giao nước ngoài như đặc phái viên cấp cao của Mỹ Amos Hochstein sẽ dễ dàng hơn trong việc khiến nhóm vũ trang rút lui. Nhưng hiện tại, điều ngược lại đã xảy ra. Bất chấp nhiều ngày bị Israel tấn công dữ dội, Hezbollah vẫn tuyên bố không khuất phục trước áp lực. Các nhà lãnh đạo Hezbollah tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Israel cho đến khi Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza. Điển hình, vào sáng ngày 22 tháng 9, Hezbollah đã bắn hàng chục tên lửa vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Israel hơn 48 km. Đây là cuộc tấn công sâu nhất của Hezbollah kể từ khi nhóm vũ trang bắt đầu giao tranh với Israel vào tháng 10 năm 2023. Một trong những quan chức cấp cao của Hezbollah còn cảnh báo đây mới chỉ là khởi đầu. Thậm chí, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã thách thức Israel triển khai chiến dịch quân sự trên bộ ở Liban. Tuy nhiên, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên của quân đội Israel cho biết, trọng tâm hiện tại là chiến dịch trên không, chứ không phải là hoạt động trên bộ. Nhưng nếu Israel không có các hình thức gây áp lực quân sự khác, chiến dịch tấn công trên bộ dường như sẽ là một trong số ít lựa chọn còn lại cho giới lãnh đạo Israel. Còn hiện tại, quân đội Israel đang bị dàn trải lực lượng do vẫn chiến đấu ở dải Gaza, trong khi tiếp tục tăng cường các hoạt động ở bờ Tây do Israel chiếm đóng, nơi họ thường xuyên tiến hành đột kích vào các thành phố của Palestine. Giới phân tích quân sự đã tranh luận về tính khả thi khi quân đội Israel thực hiện cùng lúc 3 cuộc chiến trên bộ, mà đặc biệt xét tới những thách thức khi đổ bộ vào Liban. Sau 11 tháng chiến đấu, quân đội Israel vẫn chưa thể đánh bại hoàn toàn nhóm vũ trang Hamas ở dải Gaza, trong khi Hezbollah đang kiểm soát một khu vực rộng lớn và nhiều đồi núi hơn so với nhóm Hamas ở Gaza. Các tay súng Hezbollah ở Liban còn được huấn luyện tốt hơn Hamas và có nhiều công sự tinh vi hơn. Ngoài ra, để đổ bộ vào Liban, quân đội Israel có thể phải huy động hàng nghìn quân dự bị, mà trong số này, nhiều người đã mệt mỏi vì từng tham chiến ở dải Gaza trong năm qua. Mỹ muốn giải pháp ngoại giao cho Liban và Israel, chỉ huy Hezbollah thiệt mạng. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 24 tháng 9 nói rằng bản thân ông không muốn một cuộc chiến tranh toàn diện nổ ra giữa Israel và Liban. Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 24 tháng 9 giờ Mỹ,
Ông Biden nói rằng một giải pháp ngoại giao giữa chính quyền Israel và nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban là con đường duy nhất. Một cuộc chiến toàn diện giữa Israel và Liban sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai. Ngay cả trong tình hình leo thang thì một giải pháp ngoại giao vẫn có thể thực hiện. Ngoại giao vẫn là kế hoạch duy nhất cho phép công dân Israel và Liban, những người phải đi di tản do xung đột, trở về nhà của họ ở biên giới hai nước. Tờ Bưu điện Jerusalem dẫn lời ông Biden nói. Theo hãng tin Al Jazeera, lời kêu gọi đàm phán trên của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh không quân Israel những ngày gần đây đã thực hiện nhiều vụ không kích nhằm vào hàng chục mục tiêu được cho là của nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban. Số liệu thống kê được Bộ Y tế Liban công bố rạng sáng ngày 25 tháng 9 cho thấy bom đạn Israel đã khiến ít nhất 569 người thiệt mạng và có hơn 1.830 người bị thương. Trong ngày 24 tháng 9, Ngoại trưởng Liban Abdallah Bouhabib đã kêu gọi Washington nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng đang có dấu hiệu lan rộng. Động thái của Mỹ là chìa khóa để cứu rỗi người dân Liban. Mỹ là quốc gia duy nhất có thể tạo ra sự khác biệt ở Trung Đông, ông Habib nói. Hãng thông tấn Al Jazeera đưa tin, nhóm vũ trang Hezbollah rạng sáng ngày 25 tháng 9 xác nhận một chỉ huy của họ ở thủ đô Beirut, Liban đã thiệt mạng trong một vụ không kích do Israel tiến hành. Chỉ huy cấp cao Abrahim Mohamed Qubaisi đã thiệt mạng trong một vụ không kích do Israel thực hiện hôm 24 tháng 9. Ngoài ông Qubaisi, vụ không kích cũng khiến 5 người khác thiệt mạng và hơn chục người khác bị thương. Thông báo của Hezbollah viết, lực lượng phòng vệ Israel IDF sau đó đã nhận trách nhiệm về cái chết của chỉ huy Hezbollah Qubaisi, đồng thời khẳng định người này nắm vai trò quan trọng trong việc lên kế hoạch và thực hiện nhiều cuộc tấn công nhằm chống lại dân thường và binh sĩ Israel. Các cuộc không kích ngày càng dữ dội vào Liban cho thấy quyết tâm của Israel trong việc ngăn chặn Hezbollah tấn công xuyên biên giới. Nhưng Tel Aviv khó đạt được mục tiêu này. Theo tờ New York Times, các cuộc không kích gây thương vong lớn ở Liban kèm theo cảnh báo sơ tán từ phía Israel vào ngày 23 tháng 9 đã chứng minh Israel muốn phá vỡ quyết tâm của Hezbollah, cũng như buộc nhóm vũ trang đang kiểm soát hàng chục ngôi làng ở miền nam Liban phải ngừng tấn công xuyên biên giới vào Israel. Song thực tế cho thấy mục đích của Israel khó có thể đạt được, trong khi giao tranh giữa Israel và Hezbollah được cho là đang tiến gần đến một cuộc chiến toàn diện. Hezbollah phóng 300 tên lửa vào Israel. Liban muốn Mỹ chấm dứt khủng hoảng. Theo Times of Israel, trong ngày 24 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel thông báo Hezbollah đã phóng khoảng 300 quả tên lửa vào các khu vực miền Bắc Israel. Phần lớn số tên lửa của đối thủ đã bị đánh chặn hoặc rơi xuống các khu vực không có người. Chúng tôi sẽ tiếp tục vô hiệu hóa khả năng tác chiến của Hezbollah nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ Israel IDF Daniel Hagari cho biết. Cũng theo ông Hagari, IDF đã phá hủy khoảng 400 bệ phóng tên lửa, 70 kho đạn và 80 kho chứa UAV của Hezbollah trong vòng 48 giờ qua. Về phía Hezbollah, lực lượng này xác nhận một chỉ huy cấp cao đã thiệt mạng vì đòn không kích của Israel tại Beirut. Rạng sáng ngày 24 tháng 9, nhân vật đã thiệt mạng là Ibrahim Qubaisi, chỉ huy phụ trách đơn vị tên lửa của Hezbollah. Cùng ngày, Ngoại trưởng Liban Abdallah Bouhabib đã kêu gọi Washington nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng đang có dấu hiệu lan rộng. Động thái của Mỹ là chìa khóa để cứu rỗi người dân Liban. Mỹ là quốc gia duy nhất có thể tạo ra sự khác biệt ở Trung Đông, ông Habib nói. Theo báo cáo của Bộ Y tế Liban, các cuộc không kích của Israel kể từ ngày 23 tháng 9 đã làm ít nhất 569 người Liban thiệt mạng và 1.835 người khác bị thương. Phần lớn, nạn nhân trong các cuộc không kích của Israel là dân thường. Điều này trái ngược hoàn toàn với tuyên bố của Israel rằng họ chỉ nhắm vào các chiến binh Hezbollah, phía Liban cho biết. Trước đó, sáng ngày 24 tháng 9, nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban tuyên bố đã thực hiện hai vụ tấn công vào sân Megiddo, phía tây thành phố Afula của Israel. Nhắm bắn tên lửa vào căn cứ không quân Ramat David Haifa, căn cứ quân sự Amos và một nhà máy thuốc nổ của Tel Aviv ở Dikon Jacob, cách biên giới Liban khoảng 60 km về phía nam. Tất cả các mục tiêu này đều tọa lạc ở miền bắc Israel. Theo Hezbollah, nhóm đã sử dụng các tên lửa Fadi 1 và Fadi 2 trong đợt tập kích trên nhằm hỗ trợ người Palestine ở dải Gaza cũng như bảo vệ Liban và người dân của đất nước này. Báo Times of Israel đưa tin,
tiếng còi báo động tên lửa bắt đầu vang rền ở Afula, Nazaret và nhiều cộng đồng khác trên khắp miền Bắc Israel vào khoảng 2 giờ 40 sáng. Lực lượng phòng vệ Israel IDF thống kê Hezbollah đã nã khoảng 20 quả tên lửa vào miền Bắc Israel theo 3 đợt liên tiếp. Tuy nhiên, hầu hết các tên lửa đã bị hệ thống phòng không của địa phương bắn chặn thành công hoặc rơi xuống những vùng đất trống. Ngay sau đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp khẩn cấp để giải quyết tình hình xung đột leo thang ở Trung Đông, sau khi quân đội Israel tiến hành không kích ổ ạt vào hàng loạt mục tiêu Hezbollah trên khắp Liban, khiến gần 500 người thiệt mạng và hơn 1.600 người khác bị thương. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Barrot kêu gọi các bên hạ nhiệt tình hình và tránh một cuộc xung đột lan rộng khắp khu vực có thể hủy hoại tất cả mọi người, trước hết là dân thường. Chỉ huy sư đoàn tên lửa Hezbollah thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel. Cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban đã giết chết một chỉ huy cấp cao. Lãnh đạo sư đoàn tên lửa của phong trào Hezbollah Reuters dẫn nguồn tin an ninh từ Liban cho biết. Các nguồn tin cho biết vị chỉ huy thiệt mạng trong vụ tấn công là Ibrahim Khwaibasi cùng với 5 người khác. Thiệt hại này giáng thêm một đòn nữa vào phong trào Hezbollah được Iran hậu thuẫn sau hàng loạt thiệt hại dồn dập trong tuần qua. Áp lực đè lên Hezbollah làm tăng lo ngại cuộc xung đột dài dẳng suốt một năm qua ở Trung Đông, tập trung ở giải Gaza, sẽ bùng lên thành chiến tranh quy mô lớn và kéo dài. Ngày 24 tháng 9, Israel tấn công khu vực do Hezbollah kiểm soát ở thủ đô của Liban trong ngày thứ hai liên tiếp, ngay sau đợt không kích vào hàng loạt mục tiêu ở nước láng giềng. Cùng ngày, Hezbollah tuyên bố đã bắn tên lửa vào miền Bắc Israel. Chính phủ Israel tuyên bố mục tiêu của họ là bảo vệ biên giới phía Bắc và đưa người dân trở về nhà. Còn Hezbollah khẳng định sẽ không lùi bước cho đến khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza. Tình hình đòi hỏi phải tiếp tục hành động mạnh mẽ trên mọi chiến trường. Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Hezi Halevi tuyên bố sau khi đánh giá tình hình. Chính quyền Liban cho biết 558 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel ngày 23 tháng 9. Trong đó có 50 trẻ em và 94 phụ nữ. Bên cạnh đó, 1.835 người bị thương, hàng chục nghìn người khác đã phải sơ tán để tránh bom đạn. Chúng tôi đang chờ đợi chiến thắng. Nếu Chúa muốn, bởi vì chừng nào chúng tôi còn có hàng xóm như Israel, chúng tôi không thể ngủ yên. Hassan Omar, một cư dân Beirut nói với Reuters. Afif Abrahim, một tài xế taxi đến từ miền nam Liban cho biết, họ, Israel, muốn chúng tôi, người Liban quỳ gối. Nhưng chúng tôi chỉ quỳ gối trước Chúa khi cầu nguyện. Chúng tôi không cúi đầu trước bất kỳ ai ngoài Chúa. Người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc, Volker Turk, kêu gọi tất cả các quốc gia và các bên có ảnh hưởng ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa ở Liban. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói với MSNBC rằng ông tin vẫn còn có thể tìm thấy một con đường phía trước để hạ nhiệt căng thẳng và đạt được giải pháp ngoại giao. Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi kiềm chế và hạ nhiệt căng thẳng ở biên giới giữa Liban và Israel. Tôi một lần nữa kêu gọi tất cả các bên tránh xa bờ vực. Ông nói, năng lực tình báo và công nghệ vượt trội của Israel mang lại cho họ lợi thế lớn ở cả Liban và giải Gaza. Họ đã truy tìm và ám sát nhiều chỉ huy cấp cao của Hezbollah và phong trào Hamas. Tuy nhiên, Hezbollah đã chứng minh năng lực phục hồi trong nhiều thập kỷ thù địch với Israel. Được lực lượng vệ binh cách mạng Iran thành lập từ năm 1982 để chống lại cuộc tấn công của Israel vào Liban, Hezbollah trở thành đối thủ đáng gờm với Israel hơn cả Hamas. Trong thông báo đăng trên Telegram ngày 24 tháng 9, Hezbollah cho biết vừa sử dụng loại tên lửa mới Fadiba trong một cuộc tấn công vào căn cứ quân đội Israel. Israel, Hezbollah tấn công qua lại sau tuyên bố về cuộc chiến không hồi kết. Quân đội Israel cho biết đã tiến hành các cuộc không kích vào các địa điểm của Hezbollah ở Liban hôm 23 tháng 9. Chính quyền Liban xác nhận 492 người đã thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải sơ tán vì các cuộc tấn công. Căng thẳng giữa Israel và Hezbollah đã leo thang vào tuần trước, khi hàng nghìn máy nhắn tin và các thiết bị liên lạc do Hezbollah sử dụng phát nổ cùng lúc, khiến ít nhất 37 người thiệt mạng và khoảng 3.000 người bị thương, bao gồm cả trẻ em. Tình báo Israel bị nghi ngờ đứng sau vụ việc. Sau đó, máy bay tấn công của Israel ném bom thủ đô Beirut của Liban,
và loại bỏ Ibrahim Aquin, một chỉ huy cấp cao của Hezbollah. Chúng tôi là con người và khi chúng tôi đau đớn, các người cũng sẽ phải đau đớn. Phó thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem phát biểu tại tang lễ của Aquin, tuyên bố mở ra một cuộc chiến đáp trả không hồi kết với Israel. Cuối ngày 22 tháng 9, Hezbollah phóng khoảng 100 quả rocket vào thành phố Haifa ở phía bắc Israel. Lực lượng phòng vệ Israel sau đó đáp trả bằng một loạt các cuộc không kích vào miền nam Liban hôm 23 tháng 9. Israel cảnh báo người dân Liban sơ tán khỏi những khu vực mà họ cho là Hezbollah đang cất giữ vũ khí. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gửi một tuyên bố ngắn qua video tới người dân Lebanon. Israel không chiến đấu với các bạn mà là với Hezbollah. Trong thời gian dài, Hezbollah đã sử dụng các bạn làm lá chắn sống, ông nói. Quân đội Israel cho biết đã tấn công Hezbollah ở phía nam, phía đông và phía bắc Liban, nhắm vào các bệ phóng, sở chỉ huy và cơ sở hạ tầng. Không quân Israel đã tấn công khoảng 1.600 mục tiêu của Hezbollah ở phía nam Liban và thung lũng Beka. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói rằng, ngày 23 tháng 9 đánh dấu sự leo thang đáng kể trong cuộc xung đột kéo dài gần một năm. Trong hôm nay, chúng tôi đã phá hủy hàng chục nghìn quả tên lửa và đạn dược chính xác. Những gì Hezbollah đã xây dựng trong suốt 20 năm đang bị IDF xóa sổ, ông Gallant tuyên bố. Tối cùng ngày, Israel tấn công vùng ngoại ô phía nam của Beirut nhằm vào thủ lĩnh cấp cao của Hezbollah là Ali Karaki, người đứng đầu mặt trận phía nam. Sau đó, Hezbollah cho biết ông Karaki vẫn an toàn và đã di chuyển đến một địa điểm khác. Những cánh vũ trang của Hamas thông báo, chỉ huy của phong trào này ở miền nam Liban là Mahmoud Al-Nadeh đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel. Theo thông tin từ Bộ Y tế Liban, ít nhất 492 người đã thiệt mạng, trong đó có 35 trẻ em và 1.645 người bị thương. Để đáp trả, Hezbollah đã phóng hàng chục quả rocket vào một căn cứ quân sự ở miền bắc Israel. Khoảng 60.000 người Israel đã được sơ tán khỏi khu vực này do giao tranh xuyên biên giới. Hezbollah tuyên bố sẽ chiến đấu cho đến khi có lệnh ngừng bắn ở Gaza. Các cuộc tấn công qua lại làm dấy lên lo ngại rằng Mỹ, đồng minh thân cận của Israel và Iran sẽ bị cuốn vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Hãng thông tấn SBA đưa tin, Ả Rập Xê Út đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc hôm 23 tháng 9 và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế. Thủ tướng Israel nêu lý do cho quân tập kích diện rộng ở Liban. Một quan chức Israel tiết lộ, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã công bố mục tiêu của chiến dịch tấn công diện rộng của quân đội Israel vào lãnh thổ Liban. Theo quan chức ẩn danh, phát biểu tại cuộc họp của Nội các An ninh Israel hôm 23 tháng 9, ông Netanyahu cho hay chiến dịch tấn công quy mô lớn của lực lượng phòng vệ Israel IDF vào nước láng giềng nhằm loại bỏ nhóm vũ trang Hezbollah thân Iran ra khỏi cuộc xung đột giữa Israel, phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza. CNN dẫn lời quan chức trên nói, Nội các An ninh Israel đã nhất trí tiếp tục nâng cao mức độ hoạt động quân sự mỗi ngày. Người này nhấn mạnh, Tel Aviv nhận thức rõ những rủi ro và sẵn sàng dừng lại bất cứ lúc nào, tất cả tùy thuộc vào Hezbollah. Tổng tham mưu trưởng Israel Hezi Halevi cho biết thêm, các lực lượng Tel Aviv đang chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo. Vị tướng này khẳng định sẽ sớm trình bày chi tiết về những bước hành động tiếp theo đó. Cùng ngày, phát ngôn viên IDF thông báo, Israel gọi chiến dịch tấn công Hezbollah ở Liban là các mũi tên phương Bắc. IDF đã thống kê nhắm bắn được hơn 1.600 mục tiêu thuộc nhóm vũ trang Hồi giáo người Shiite được Tehran hậu thuẫn ở bên kia biên giới trong 24 giờ qua. IDF xác nhận Hezbollah đã phóng hàng chục tên lửa vào các cộng đồng ở miền bắc Israel sáng nay, ngày 24 tháng 9, nhưng quả quyết hệ thống phòng không địa phương đã bắn hạ phần lớn chúng thành công và chỉ có một số thiệt hại nhỏ về vật chất ở thành phố biên giới Nazareth vì các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống. Căng thẳng giữa Israel và Hezbollah đã leo thang vào tuần trước, khi hàng nghìn máy nhắn tin và các thiết bị liên lạc khác do Hezbollah sử dụng ở Liban đồng thời phát nổ, khiến ít nhất 37 người thiệt mạng và khoảng hơn 3.000 người bị thương, bao gồm cả trẻ em. Sau đó, máy bay của Israel đã ném bom thủ đô Beirut của Liban, khiến Ibrahim Aquil, một chỉ huy cấp cao của Hezbollah, thiệt mạng. Tên lửa Hezbollah cũng tiếp tục tấn công miền bắc Israel để tính sổ các đợt không kích của Israel ở miền nam Liban, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Hezbollah và Israel đã đấu tên lửa và không kích kể từ tháng 10 năm ngoái,
buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán ở biên giới. Cuộc xung đột cường độ thấp đã làm thất bại những nỗ lực của Thủ tướng Israel Netanyahu nhằm loại bỏ Hamas ở Gaza, được đưa ra sau các cuộc đột kích ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas khiến khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng. Hơn 41.000 người Palestine ở vùng đất này cũng đã thiệt mạng trong các hoạt động quân sự của Israel kể từ đó. Có thể nói, cuộc chiến toàn diện có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong bối cảnh Israel và Hezbollah liên tục không kích nhau ngày qua ngày. Tần suất các cuộc không kích giữa Israel và Hezbollah ngày càng dày đặc kể từ khi những vụ nổ liên hoàn các thiết bị điện tử diễn ra ở Liban. Trong khi Hezbollah liên tục cáo buộc Israel là kẻ chủ mưu của cuộc tấn công tinh vi này, thì Israel không thể phủ nhận, cũng không xác nhận. Chỉ huy Hamas thiệt mạng ở Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ tố Israel gây hỗn loạn Trung Đông. Phong trào Hamas đêm 23 tháng 9 xác nhận một chỉ huy của họ hoạt động ở Lebanon đã thiệt mạng trong một cuộc không kích do Israel tiến hành. Lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas, nói rằng một trong những chỉ huy chiến trường của họ ở Lebanon đã thiệt mạng trong một cuộc không kích do Israel thực hiện. Vị chỉ huy này được xác nhận là Hussein Mahmoud Al-Nader, còn được biết đến với tên gọi Abu Saleh, tại thị trấn Majeyoun ở miền nam Lebanon, thông tin từ lữ đoàn Al-Qassam cho hay. Số liệu được hãng tin Al Jazeera cập nhật tới rạng sáng nay, 24 tháng 9 cho thấy, các chiến cơ thuộc biên chế không quân Israel trong ngày 23 tháng 9 đã tấn công hơn 1.600 mục tiêu nghi của nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam Lebanon, khiến gần 500 người thiệt mạng và hơn 1.645 người bị thương. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đêm ngày 23 tháng 9 đã cáo buộc chính quyền Israel gây ra hỗn loạn ở Trung Đông sau khi tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Lebanon. Các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Lebanon đã đánh dấu một giai đoạn mới trong nỗ lực của Tel Aviv nhằm gây sự hỗn loạn trong cả khu vực. Chúng tôi kêu gọi các thể chế chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, nhất là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế, thực hiện những biện pháp cần thiết, thông cáo từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ viết. Chính quyền Israel tới nay chưa bình luận về thông cáo trên của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ đang gửi thêm quân tới Trung Đông trong bối cảnh Israel tấn công Lebanon dữ dội nhất kể từ cuộc chiến Israel-Hezbollah năm 2006, làm gia tăng nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh khu vực lớn hơn. Theo CNN, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder cho biết, do căng thẳng ở Trung Đông gia tăng và vì lý do thận trọng, chúng tôi sẽ điều bổ sung một số lượng nhỏ quân nhân Mỹ để tăng cường cho lực lượng của chúng tôi đã có mặt ở khu vực. Tuy nhiên, vì lý do an ninh, tôi sẽ không bình luận hoặc cung cấp thông tin chi tiết. Khoảng 40.000 binh sĩ Mỹ đang có mặt ở Trung Đông. Hôm qua ngày 23 tháng 9, tàu sân bay USS Truman, hai tàu khu trục và một tàu tuần dương của Mỹ đã khởi hành từ Norfolk, Virginia, hướng đến Địa Trung Hải. Việc này mở ra khả năng Mỹ có thể giữ cả tàu Truman và tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang ở vịnh Oman, ở khu vực trong trường hợp bạo lực nổ ra trầm trọng hơn. Thông báo điều thêm quân được Mỹ đưa ra sau khi bạo lực xuyên biên giới giữa Israel và nhóm Hezbollah ở Lebanon gia tăng. Israel đã mở ra cuộc không kích vào khoảng 1.600 mục tiêu trên khắp Lebanon và cảnh báo người dân Lebanon rời khỏi các khu dân cư nơi Hezbollah được cho là đã bố trí vũ khí và nhân sự. Chính quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi các cuộc không kích đó là sự khởi đầu cho một chiến dịch tấn công chủ động chống lại lực lượng được Iran hậu thuẫn. Bộ trưởng Y tế Lebanon cho biết, các cuộc không kích hôm 23 tháng 9 của Israel đã giết chết ít nhất 462 người và làm hơn 1.600 người bị thương. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Washington đang nỗ lực để hạ nhiệt căng thẳng nhằm cho phép mọi người trở về nhà an toàn, và rằng Lebanon, Gaza sẽ là chủ đề chính trong các cuộc thảo luận của ông với Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm qua đã cáo buộc Israel đặt bẫy để Iran tham chiến. Họ đang kéo chúng ta đến một điểm mà chúng ta không muốn đến, ông cảnh báo. Israel tung bằng chứng tấn công kho đạn dược của Hezbollah ở Liban. Lực lượng phòng vệ Israel, IDF, đã công bố một đoạn video quay cảnh không kích một ngôi nhà tình nghi là kho chứa đạn dược của nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban.
Đoạn video do IDF mới công bố cho thấy, sau khi bị quân Israel không kích, một quả tên lửa đã bay ra khỏi tòa nhà tình nghi là kho chứa đạn dược của Hezbollah và bắn trúng ngôi nhà lân cận. Báo Times of Israel dẫn lời chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên của IDF cho biết, lực lượng không quân nước này đã tập kích khoảng 1.300 mục tiêu Hezbollah ở Liban trong ngày 23 tháng 9. Theo ông Hagari, các mục tiêu chủ yếu là vũ khí được cất giữ trong nhà, bao gồm cả tên lửa hành trình có thể bay xa hàng trăm cây số, tên lửa hạng nặng có đầu đạn 1.000 kg, tên lửa tầm trung có tầm bắn lên tới 200 km, tên lửa tầm ngắn và máy bay không người lái UAV có vũ trang. Cùng ngày, quân đội Israel cho đăng tải một số bức ảnh nhằm chứng minh cho cáo buộc Hezbollah đã cất giữ đạn dược bên trong nhà dân ở nước láng giềng. Người phát ngôn IDF giải thích, trong ảnh là tên lửa tầm xa nằm trên hệ thống phóng thủy lực ở gác xếp của một ngôi nhà tại làng Haumin Antata, miền nam Liban. Tên lửa đã sẵn sàng phóng đi từ một lỗ hổng trên mái nhà. Một gia đình người Liban sống ở tầng 1, dưới gác xếp, đóng vai trò là lá chắn sống. Đây là mối đe dọa thực sự và tức thời đối với dân thường Israel và chúng tôi có nghĩa vụ phải loại bỏ nó, ông Hagari quả quyết. Cả Hezbollah và giới chức Liban hiện đều chưa lên tiếng phản hồi trước thông tin của IDF. Trước đó, hãng thông tấn Al Jazeera trích dẫn thông cáo của Hezbollah cho biết, trong sáng nay ngày 24 tháng 9, nhóm đã thực hiện hai vụ tấn công vào sân Megiddo, phía tây thành phố Afula của Israel, nhằm bắn tên lửa vào căn cứ không quân Ramat David Haifa, căn cứ quân sự Amos và một nhà máy thuốc nổ của Tel Aviv ở Zikon Yaakov, cách biên giới Lebanon khoảng 60 km về phía nam. Tất cả các mục tiêu này đều tọa lạc ở miền bắc Israel. Theo Hezbollah, nhóm đã sử dụng các tên lửa Fadi-1 và Fadi-2 trong đợt tập kích trên nhằm hỗ trợ người Palestine ở dải Gaza, cũng như bảo vệ Lebanon và người dân của đất nước này. Báo Times of Israel đưa tin, tiếng còi báo động tên lửa bắt đầu vang rền ở Afula, Nazareth và nhiều cộng đồng khác trên khắp miền bắc Israel vào khoảng 2 giờ 40 phút sáng. Lực lượng phòng vệ Israel IDF thống kê, Hezbollah đã nã khoảng 20 tên lửa vào miền bắc Israel theo 3 đợt liên tiếp. Tuy nhiên, hầu hết các tên lửa đã bị hệ thống phòng không địa phương bắn chặn thành công hoặc rơi xuống những vùng đất trống. Lý do Hezbollah chưa dùng vũ khí hiện đại nhất để tấn công Israel. Kính thưa quý vị, trong các diễn biến căng thẳng, việc Hezbollah chưa dùng các loại tên lửa hiện đại nhất để tấn công Israel được cho là có sự can thiệp từ phía Iran. Và nhóm vũ trang cũng không muốn rơi vào bẫy của Thủ tướng Netanyahu. Hezbollah được đánh giá là nhóm vũ trang đáng gờm nhất thế giới. Năng lực quân sự của Hezbollah còn vượt trội hơn cả quân đội của nhiều quốc gia Trung Đông, bao gồm Liban. Được biết, kho vũ khí khổng lồ của Hezbollah có các tên lửa dẫn đường đủ sức tấn công bất kỳ thành phố nào của Israel. Tuy nhiên, cho tới nay, phản ứng của Hezbollah với Israel vẫn bị xem là chưa cân xứng với năng lực của nhóm. Thủ lĩnh nhóm Hezbollah đã nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ cuộc không kích nào của Israel nhằm vào các thành trì của nhóm ở phía nam Beirut, Tel Aviv cũng sẽ phải đối mặt với đòn tấn công từ loạt tên lửa. Trong 2 tháng qua, Israel đã 2 lần tấn công thủ đô Beirut của Liban, tiêu diệt một số chỉ huy chiến trường giàu kinh nghiệm nhất của Hezbollah. Vào tuần trước, hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm của các thành viên Hezbollah đã phát nổ, làm hơn 3.000 người bị thương. Israel cũng bị tình nghi là thủ phạm. Đáp trả động thái đó, vào cuối tuần qua, Hezbollah đã bắn loạt tên lửa xuyên biên giới vào Israel với quy mô dữ dội nhất kể từ khi nhóm bắt đầu bắn phá miền Bắc Israel nhằm thể hiện tình đoàn kết với nhóm vũ trang Hamas vào tháng 10 năm 2023. Sau loạt tấn công, phó thủ lĩnh Hezbollah tuyên bố nhóm đã bước vào một giai đoạn mới mang tên trận chiến tính sổ không hồi kết với Israel. Trên thực tế, Hezbollah đã cố tình không nhắm vào các trung tâm dân cư của Israel cũng như không triển khai những vũ khí hiện đại nhất. Thay vào đó, Hezbollah chỉ đưa ra những lời đe dọa nhưng lại mơ hồ về phương thức trả đũa và một thời điểm không xác định trong tương lai. Nói cách khác, thông báo của phó thủ lĩnh Hezbollah không được cho là tuyên bố chiến tranh toàn diện giữa Hezbollah và Israel. Vậy nguyên nhân gì khiến Hezbollah phải dè chừng hành động như vậy? Theo Telegraph, câu trả lời rõ ràng nhất là Iran đang kiềm chế Hezbollah. Nhóm vũ trang này đang là lực lượng ủy nhiệm mạnh nhất của Tehran tại Trung Đông. Các tên lửa dẫn đường chính xác như Fatet 110 có tầm bắn 300 km và máy bay không người lái UAV tấn công của Hezbollah đều được cho là đến từ Iran. Tuy nhiên, Iran coi Hezbollah là chính sách bảo hiểm phòng trường hợp Israel tấn công chương trình hạt nhân của Tehran. Nếu Hezbollah bắn càng nhiều tên lửa, khả năng răn đe của Iran càng bị xói mòn.
Một nguyên nhân khác là ban lãnh đạo của Hezbollah không muốn xung đột đi quá xa. Ông Qasem Qasr, nhà bình luận của Liban có mối quan hệ chặt chẽ với Hezbollah cho biết, nguyên nhân đầu tiên là tác động từ dư luận của Liban. Nguyên nhân khác là Hezbollah lo sợ bị sập bẫy của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu giang ra. Ông Qasr chia sẻ với Telegraph, có hai điều cần cân nhắc. Điều đầu tiên là nội bộ. Hezbollah biết rằng Liban đang bị chia rẽ và do đó họ không muốn đưa đất nước này vào một cuộc chiến mà một số người không muốn. Lý do khác là Hezbollah biết Thủ tướng Netanyahu đang muốn kéo họ vào cuộc chiến tranh toàn diện với hy vọng Mỹ sẽ vào cuộc. Hezbollah biết rằng nếu họ sa vào cuộc chiến, bất kỳ cuộc chiến nào cũng sẽ không chỉ là giao tranh với Israel mà còn là với cả những người ủng hộ phương Tây của Israel. Hezbollah hiện được trang bị tốt hơn nhiều so với năm 2006, thời điểm nhóm vũ trang chống lại Israel trong cuộc chiến đẫm máu kéo dài 34 ngày ở miền nam Liban. Trong sự kiện này, Hezbollah chỉ có 15.000 tên lửa mà hầu hết là loại không dẫn đường và chỉ bắn 4.000 tên lửa. Còn hiện tại, dù kho vũ khí của Hezbollah đã lớn hơn gấp 10 lần và mạnh hơn nhiều, ông Qasr cho rằng Hezbollah thà giao tranh với Israel trong xung đột cấp thấp kéo dài còn hơn sử dụng toàn bộ hỏa lực cho cuộc đối đầu duy nhất mà họ có thể không giành được chiến thắng. Ông Qasr kết luận, chiến lược mà Hezbollah muốn là làm suy yếu Israel thông qua một cuộc đối đầu kéo dài, tiêu hao nhiều sức mạnh. Hezbollah nã mưa tên lửa vào miền Bắc Israel. Pháp yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn. Hãng thông tấn Al Jazeera trích dẫn thông cáo của Hezbollah cho biết, trong sáng nay ngày 24 tháng 9, nhóm đã thực hiện hai vụ tấn công vào sân Megiddo, phía tây thành phố Afula của Israel, nhằm bắn tên lửa vào căn cứ không quân Ramat David Haifa, căn cứ quân sự Amos và một nhà máy thuốc nổ của Tel Aviv ở Zikon Yaakov, cách biên giới Lebanon khoảng 60 km về phía nam. Tất cả các mục tiêu này đều tọa lạc ở miền Bắc Israel. Theo Hezbollah, nhóm đã sử dụng các tên lửa Fadi-1 và Fadi-2 trong đợt tập kích trên nhằm hỗ trợ người Palestine ở dải Gaza, cũng như bảo vệ Lebanon và người dân của đất nước này. Báo Times of Israel đưa tin, tiếng còi báo động tên lửa bắt đầu vang rền ở Afula, Nazareth và nhiều cộng đồng khác trên khắp miền Bắc Israel vào khoảng 2 giờ 40 phút sáng. Lực lượng phòng vệ Israel, IDF, thống kê, Hezbollah đã nã khoảng 20 tên lửa vào miền Bắc Israel theo 3 đợt liên tiếp. Tuy nhiên, hầu hết các tên lửa đã bị hệ thống phòng không địa phương bắn chặn thành công hoặc rơi xuống những vùng đất trống. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot hôm 23 tháng 9 đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp khẩn cấp để giải quyết tình hình xung đột leo thang ở Trung Đông sau khi quân đội Israel tiến hành không kích ồ ạt và hàng loạt mục tiêu Hezbollah trên khắp Lebanon, khiến gần 500 người thiệt mạng và hơn 1.600 người khác bị thương. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Barrot kêu gọi các bên hạ nhiệt tình hình và tránh một cuộc xung đột lan rộng khắp khu vực có thể hủy hoại tất cả mọi người, trước hết là dân thường. Vì lý do đó, tôi đã yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn cấp về Lebanon trong tuần này. Tại Lebanon cũng như những nơi khác, Pháp sẽ vẫn huy động toàn lực để giải quyết cuộc khủng hoảng lớn nhằm làm gián đoạn chương trình nghị sự quốc tế, lãnh đạo Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh. Trong một diễn biến khác, Lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas, nói rằng một trong những chỉ huy chiến trường của họ ở Lebanon đã thiệt mạng trong một cuộc không kích do Israel thực hiện. Vị chỉ huy này được xác nhận là Hussein Mahmoud Anander, còn được biết đến với tên gọi là Abu Saleh, tại thị trấn Marejon ở miền nam Lebanon. Thông tin từ lữ đoàn Al-Qassam cho hay, số liệu được hãng tin Al Jazeera cập nhật tới rạng sáng nay ngày 24 tháng 9 cho thấy, các chiến cơ thuộc biên chế không quân Israel trong ngày 23 tháng 9 đã tấn công hơn 1.600 mục tiêu nghi của nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam Lebanon, khiến gần 500 người thiệt mạng và hơn 1.645 người bị thương. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đêm 23 tháng 9 đã cáo buộc chính quyền Israel gây ra hỗn loạn ở Trung Đông sau khi tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Lebanon. Các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Lebanon đã đánh dấu một giai đoạn mới trong nỗ lực của Tel Aviv nhằm gây sự hỗn loạn trong cả khu vực. Chúng tôi kêu gọi các thể chế chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, nhất là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế, thực hiện những biện pháp cần thiết, thông cáo từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ viết. Chính quyền Israel tới nay chưa bình luận về thông cáo trên của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ.
Lebanon đã trải qua một ngày kinh hoàng với 80.000 người nhận được tin nhắn điện thoại từ Israel yêu cầu họ rời khỏi nhà. Israel cho biết đã thực hiện 1.600 cuộc tấn công vào các vị trí của Hezbollah ở Lebanon. Theo Sky News và BBC, hôm qua ngày 23 tháng 9 là ngày có nhiều người thiệt mạng nhất ở Lebanon kể từ khi nội chiến ở nước này kết thúc vào năm 1990. Ít nhất 492 người thiệt mạng, hơn 1.600 người bị thương khi Israel không kích phía nam Lebanon. Tuyến đường ven biển chính nối phía nam với thủ đô Beirut của Lebanon bị tắc nghẽn khi người dân cố gắng chạy trốn về phía bắc. Một số xe ô tô quanh thành phố Sidon bị kẹt cứng và hầu như không thể di chuyển trong 6 giờ. Phóng viên Sky News cho hay, mất 5 giờ để đi được 9 km, trong khi bình thường chỉ mất 15 phút. Một cuộc không kích của Israel đã xảy ra gần con đường đông đúc với hàng trăm phương tiện đang chen chúc nhau. Các cuộc không kích kéo dài cả ngày của Israel vẫn tiếp diễn đến tận đêm đã gây ra sự hoảng sợ và hỗn loạn. Lý do Hezbollah chưa dùng vũ khí hiện đại nhất để tấn công Israel. Hezbollah được đánh giá là nhóm vũ trang đáng gờm nhất thế giới. Năng lực quân sự của Hezbollah còn vượt trội hơn quân đội của nhiều quốc gia Trung Đông, bao gồm Lebanon. Được biết, kho vũ khí khổng lồ của Hezbollah có các tên lửa dẫn đường đủ sức tấn công bất kỳ thành phố nào của Israel. Tuy nhiên, cho tới nay, phản ứng của Hezbollah với Israel vẫn bị xem là chưa cân xứng với năng lực của nhóm. Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ cuộc không kích nào của Israel nhằm vào các thành trì của nhóm ở phía nam Beirut, Tel Aviv cũng sẽ phải đối mặt với đòn tấn công từ loạt tên lửa. Trong 2 tháng qua, Israel đã 2 lần tấn công thủ đô Beirut của Lebanon, tiêu diệt một số chỉ huy chiến trường giàu kinh nghiệm nhất của Hezbollah. Vào tuần trước, hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm của các thành viên Hezbollah đã phát nổ, làm hơn 3.000 người bị thương. Israel cũng bị tình nghi là thủ phạm. Đáp trả vào cuối tuần qua, Hezbollah đã bắn loạt tên lửa xuyên biên giới vào Israel với quy mô dữ dội nhất kể từ khi nhóm bắt đầu bắn phá miền Bắc Israel nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết với nhóm vũ trang Hamas vào tháng 10 năm 2023. Sau loạt tấn công, phó thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem tuyên bố nhóm đã bước vào một giai đoạn mới mang tên trận chiến tính sổ không hồi kết với Israel. Trên thực tế, Hezbollah đã cố tình không nhắm vào các trung tâm dân cư của Israel, cũng như không triển khai những vũ khí hiện đại nhất. Thay vào đó, Hezbollah chỉ đưa ra lời đe dọa, nhưng lại mơ hồ về phương thức trả đũa vào một thời điểm không xác định trong tương lai. Nói cách khác, thông báo của ông Qassem không được cho là tuyên bố chiến tranh toàn diện giữa Hezbollah và Israel. Vậy, nguyên nhân gì khiến Hezbollah phải dè chừng hành động? Theo Telegraph, câu trả lời rõ ràng nhất là Iran đang kiềm chế Hezbollah. Nhóm vũ trang này đang là lực lượng ủy nhiệm mạnh nhất của Tehran ở Trung Đông. Các tên lửa dẫn đường chính xác như Fateh 110 có tầm bắn 300 km và máy bay không người lái UAV tấn công của Hezbollah đều được cho là đến từ Iran. Tuy nhiên, Iran coi Hezbollah là chính sách bảo hiểm phòng trường hợp Israel tấn công chương trình hạt nhân của Tehran. Nếu Hezbollah bắn càng nhiều tên lửa, khả năng răn đe của Iran càng bị xói mòn. Nguyên nhân khác là ban lãnh đạo của Hezbollah không muốn xung đột đi quá xa. Ông Kasem Kasser, nhà bình luận người Lebanon, có mối quan hệ chặt chẽ với Hezbollah, cho biết nguyên nhân đầu tiên là tác động từ dư luận của Lebanon. Nguyên nhân khác là Hezbollah lo sợ bị sập bẫy do Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu giằng ra. Có hai điều cân nhắc. Điều đầu tiên là nội bộ. Lebanon đang bị chia rẽ và do đó họ không muốn đưa đất nước này vào một cuộc chiến mà một số người không muốn. Lý do khác là Hezbollah biết Thủ tướng Netanyahu đang muốn kéo họ vào cuộc chiến toàn diện với hy vọng Mỹ sẽ vào cuộc. Ông Kasser chia sẻ với Telegraph. Hezbollah biết rằng nếu họ sa vào cuộc chiến, bất kỳ cuộc chiến nào cũng sẽ không chỉ là giao tranh với Israel mà còn cả với những người ủng hộ phương Tây của Israel, ông nói thêm. Hezbollah hiện đang được trang bị tốt hơn nhiều so với năm 2006, thời điểm nhóm vũ trang chống lại Israel trong cuộc chiến đẫm máu kéo dài 34 ngày ở miền nam Lebanon. Trong sự kiện này, Hezbollah chỉ có 15.000 tên lửa mà hầu hết là loại không dẫn đường và chỉ bắn 4.000 tên lửa. Còn hiện tại, dù kho vũ khí của Hezbollah đã lớn hơn gấp 10 lần và mạnh hơn nhiều, ông Kasser cho rằng Hezbollah thà giao tranh với Israel trong cuộc xung đột cấp thấp kéo dài còn hơn sử dụng toàn bộ hỏa lực cho cuộc đối đầu duy nhất mà họ có thể không giành được chiến thắng.
chiến lược mà Hezbollah muốn là làm suy yếu Israel thông qua một cuộc đối đầu kéo dài, tiêu hao nhiều sức mạnh, ông Kasser kết luận. Trước tình hình căng thẳng leo thang, có dấu hiệu trầm trọng hơn và lan ra trên diện rộng, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Lebanon vừa ra thông báo khẩn khuyến cáo công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Lebanon rời khỏi quốc gia này khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động. Với công dân Việt Nam đang dự định đi Lebanon, Đại sứ quán đề nghị dừng hoặc hủy chuyến đi cho đến khi tình hình đủ an toàn trở lại. Trong trường hợp không thể rời khỏi Lebanon, đề nghị công dân nâng cao cảnh giác, theo dõi phương tiện thông tin đại chúng ở sở tại, hạn chế tối đa tụ tập nơi đông người và tuyệt đối không đến gần các khu vực sau. Khu vực phía Nam gần biên giới với Israel, khu vực phía Bắc và Đông ở thung lũng Beka, gần biên giới với Syria. Đồng thời, công dân cần chuẩn bị dự phòng lương thực, thuốc men sẵn có tại nơi ở để phòng tình huống xấu. Trong trường hợp khẩn cấp cần hỗ trợ, đề nghị công dân liên lạc ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập hoặc Văn phòng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Lebanon theo đường dây nóng và tổng đài bảo hộ công dân như sau. Hiện, căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon đang ngày một leo thang. Ngày 22 tháng 9, hai bên đã giao tranh dữ dội khi các máy bay chiến đấu của Israel tiến hành đợt không kích mạnh mẽ nhất trong gần một thập kỷ qua trên khắp miền nam Lebanon. Đáp lại, Hezbollah phóng nhiều tên lửa, trong đó một số quả rơi gần xuống thành phố Haifa, miền bắc Israel. Trong khi đó tại Israel, bối cảnh căng thẳng leo thang. Ngày 23 tháng 9, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cũng đã ra khuyến cáo về các biện pháp an ninh, an toàn cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại đây. Thông báo nêu rõ, liên tiếp trong các ngày 22 đến 23 tháng 9, lực lượng Hezbollah đã tấn công khoảng 150 đến 160 rocket và máy bay không người lái mỗi ngày vào khắp các thành phố ở miền bắc Israel. Có nơi cách biên giới 50 km, đây được cho là cuộc tấn công lớn nhất và sâu lãnh thổ Israel nhất của lực lượng Hezbollah kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Israel-Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023. Cuộc tấn công nhằm trả đũa vụ không kích của Israel vào miền nam thủ đô Beirut, Liban vào đêm ngày 20 tháng 9 năm 2024, khiến chỉ huy Ibrahim Aski của Hezbollah thiệt mạng. Phản ứng với căng thẳng leo thang, lực lượng phòng vệ Israel cũng tăng cường đáng kể các cuộc tấn công mở rộng vào khoảng 300 mục tiêu của Hezbollah ở Lebanon trong ngày 23 tháng 9. Các cuộc tấn công qua lại trả đũa lẫn nhau với cường độ và quy mô ngày càng lớn, khiến tình hình xung đột giữa hai bên ngày càng trở nên phức tạp. Trước tình hình trên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel thông báo đến cộng đồng ta một số nội dung sau. 1. Cần thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời sự Israel trên các phương tiện truyền thông uy tín của sở tại. Hạn chế đến các khu vực không đảm bảo an ninh, an toàn, khu vực có nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah, nhất là khu vực miền bắc Israel. 2. Cộng đồng ta trên khắp Israel, đặc biệt đối với những người đang sinh sống tại các thành phố ở miền bắc Israel, cần tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn của chính quyền sở tại, chủ động lên các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn cho bản thân và thân nhân trong bối cảnh chiến tranh hiện nay. 3. Thường xuyên giữ liên hệ với Đại sứ quán. Trong trường hợp khẩn cấp, cần sự hỗ trợ và cần biết các thông tin về các phương án bảo hộ công dân, đề nghị công dân ta liên hệ qua đường dây nóng bảo hộ công dân. Hezbollah tuyên bố trận chiến tính sổ với Israel. Căng thẳng giữa Israel và Hezbollah đã leo thang vào tuần trước, khi hàng nghìn máy nhắn tin và các thiết bị liên lạc khác do Hezbollah sử dụng ở Liban đồng thời phát nổ, khiến ít nhất 37 người thiệt mạng và khoảng hơn 3.000 người bị thương, bao gồm cả trẻ em. Sau đó, máy bay của Israel đã ném bom thủ đô Beirut của Liban, khiến Ibrahim Akil, một chỉ huy cấp cao của Hezbollah, thiệt mạng. Tên lửa Hezbollah cũng tiếp tục tấn công miền bắc Israel để tính sổ các đợt không kích của Israel ở miền nam Liban, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Chúng tôi thừa nhận rằng chúng tôi đau đớn. Chúng tôi là con người, nhưng khi chúng tôi đau đớn, các người cũng sẽ đau đớn. Phó thủ lĩnh của Hezbollah, Naim Qassem phát biểu tại tang lễ của Akil hôm 22 tháng 9, tuyên bố về một trận chiến tính sổ không hồi kết với Israel. RT đưa tin, cuối ngày 22 tháng 9, Hezbollah đã phóng khoảng 100 tên lửa vào Israel, nhắm vào thành phố Haifa ở phía Bắc. Lực lượng phòng vệ Israel, IDF,
đáp trả bằng một loạt cuộc không kích ở miền nam Liban vào ngày 23 tháng 9. Bộ trưởng Y tế Liban Firas Abiad cho biết các cuộc không kích của IDF đã giết chết ít nhất 274 người, bao gồm 21 trẻ em và 39 phụ nữ. Hezbollah đáp trả bằng cách phóng 35 quả rocket vào một số căn cứ của Israel. IDF cho biết các quả rocket này nhắm vào núi Carmel và Galilee. Tôi đã hứa rằng chúng tôi sẽ thay đổi cán cân an ninh, cán cân quyền lực ở phía Bắc. Đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết hôm 22 tháng 9 khi công bố chiến dịch ném bom chống lại Hezbollah. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani lên án các cuộc tấn công của Israel vào Liban là điên rồ và cảnh báo về hậu quả nguy hiểm. Điều này cần phải chấm dứt. Người phát ngôn Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Ravina Samdasani nói với AFP, các cuộc tấn công vào thiết bị liên lạc, máy nhắn tin, tiếp theo là các cuộc tấn công bằng rocket và hỏa lực rocket ở cả hai bên, đánh dấu một sự leo thang thực sự. Bà Samdasani nói thêm rằng các cảnh báo của Liên Hợp Quốc về sự lan tỏa khu vực của cuộc xung đột ở Gaza dường như đã trở thành sự thật, với cả hành động và lời lẽ của Israel và Hezbollah thúc đẩy sự leo thang. Hezbollah và Israel đã đấu tên lửa và không kích kể từ tháng 10 năm ngoái, buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán ở biên giới. Cuộc xung đột cường độ thấp đã làm thất bại những nỗ lực của Thủ tướng Israel Netanyahu nhằm loại bỏ Hamas ở Gaza, được đưa ra sau các cuộc đột kích ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas khiến khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng. Hơn 41.000 người Palestine ở vùng đất này cũng đã thiệt mạng trong các hoạt động quân sự của Israel kể từ đó. Có thể nói, cuộc chiến toàn diện có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong bối cảnh Israel và Hezbollah liên tục không kích nhau ngày qua ngày. Tần suất các cuộc không kích giữa Israel và Hezbollah ngày càng dày đặc kể từ khi những vụ nổ liên hoàn các thiết bị điện tử diễn ra ở Liban. Trong khi Hezbollah liên tục cáo buộc Israel là kẻ chủ mưu của cuộc tấn công tinh vi này, thì Israel không thể phủ nhận, cũng không xác nhận. Thông tấn xã quốc gia Lebanon NNA cho biết các cuộc không kích của Israel nhằm vào nhiều khu vực ở miền nam nước này đang gây ra sự hỗn loạn và hoảng sợ cho nhiều dân thường trên đường đi lánh nạn. Căn nhà của chúng tôi đã bị nã bom ngay sau khi chúng tôi rời khỏi đó. Chúng tôi vừa rời đi thì cả căn nhà bị phá hủy ngay trước mắt mình. Bà Hadja Ahazi, một người phụ nữ cao tuổi sống ở làng Ansa thuộc miền nam Lebanon, kể lại những gì bản thân chứng kiến. Cháu của bà Ahazi, một dân làng Ansa, sau đó nói với kênh báo giới rằng toàn bộ ngôi làng đã bị bom đạn Israel phá hủy khi không còn một công trình nào ở đó đứng vững. Một chủ trạm xăng trả lời phỏng vấn NNA kể rằng bản thân ông đã chứng kiến cảnh tượng nhiều gia đình chen chúc nhau trên những chiếc xe tải, chở đầy quần áo, đồ đạc trong hành trình tìm nơi trú ẩn an toàn. Có quá nhiều người phải đi di tản tránh bom đạn, đến nỗi trạm xăng của tôi hết sạch nhiên liệu. Các nhân viên trong trạm xăng đã đi phân phát nước cho các gia đình bị mắc kẹt ở đây. Nhiều điểm dừng chân và tiệm bánh dọc đường đông nghịt các gia đình đang tích trữ hàng hóa, người này nói. Phan Watt, 35 tuổi, cho biết cô và những đứa con của mình đã phải rời khỏi quê nhà là thị trấn Buri El Chemali thuộc miền nam Lebanon vào sáng 23 tháng 9. Cô chỉ có thể gói gọn những đồ đạc ít ỏi mà bản thân có thể mang theo trước khi chất chúng lên xe của người thân. Chúng tôi đã lâm vào tình cảnh này, nhưng điều tôi lo lắng ở đây là con cái của tôi. Chúng không biết chuyện gì đang xảy ra. Việc của tôi là chăm sóc chúng và tôi không muốn chúng phải trải qua điều này, cô Fawad cho biết. Mohamed Gamlos, một người dân sống ở thành phố Sidon thuộc Lebanon, kể rằng tình hình ở đây đang điên rồ khi mọi người từ miền nam Lebanon đang vội vã rời đi, khiến nhiều con đường kẹt cứng. Xe ô tô đi về mọi hướng, tôi lo sợ về các vụ tai nạn giao thông hơn cả việc bị không kích. Mọi thứ hoàn toàn điên rồ, tôi quyết định sẽ quay trở về ngôi làng, nơi gia đình tôi đang sống gần biên giới với Israel, để đón vợ mình, tôi phải quay trở về đó. Nhiều người khuyên can tôi đừng làm vậy, nhưng tôi không thể bỏ vợ lại một mình. Cô ấy chắc đang rất sợ hãi, anh Gamlos nói. Số liệu được hãng tin Al Jazeera cập nhật tới rạng sáng nay 24 tháng 9 cho thấy, không quân Israel trong ngày 23 tháng 9 đã tấn công hơn 1.600 mục tiêu nghi của nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam Lebanon, khiến gần 500 người thiệt mạng và hơn 1.645 người bị thương. Lebanon đang trải qua một ngày kinh hoàng, với 80.000 người nhận được tin nhắn điện thoại từ Israel yêu cầu họ rời khỏi nhà.
Israel cho biết đã thực hiện 1.600 cuộc tấn công vào các vị trí của Hezbollah ở Lebanon. Theo Sky News và BBC, hôm qua 23 tháng 9 là ngày có nhiều người thiệt mạng nhất ở Lebanon kể từ khi nội chiến ở nước này kết thúc vào năm 1990. Ít nhất 492 người thiệt mạng, hơn 1.600 người bị thương khi Israel không kích phía nam Lebanon. Tuyến đường ven biển chính nối phía nam và thủ đô Beirut của Lebanon bị tắc nghẽn khi người dân cố gắng chạy trốn về phía bắc. Một số xe ô tô quanh thành phố Sidon bị kẹt cứng và hầu như không thể di chuyển trong 6 giờ. Phóng viên Sky News cho hay, mất 5 giờ để đi được 9 km trong khi bình thường, chỉ mất 15 phút. Một cuộc không kích của Israel đã xảy ra ở gần con đường đông đúc với hàng trăm phương tiện đang chen chúc nhau. Các cuộc không kích kéo dài cả ngày của Israel vẫn tiếp diễn đến cả tận đêm, đã gây ra sự hoảng sợ và hỗn loạn. Các hệ thống đánh chặn đã được kích hoạt ở miền Bắc Israel khi Hezbollah phóng một loạt tên lửa qua biên giới vào sáng sớm nay 22 tháng 9. Theo tờ Jerusalem Post, còi báo động cảnh báo không kích đã được kích hoạt vào lúc 1 giờ 10 giờ địa phương tại các khu vực Haifa, Nazare, Afula và Hạ Galilee của Israel. Chia sẻ trên mạng xã hội X, quân đội Israel IDF cho biết khoảng 10 vụ phóng đã được phát hiện từ lãnh thổ Lebanon. IDF cho hay hầu hết các quả đạn đã bị đánh chặn. Tuy nhiên, một tên lửa đã rơi xuống khu vực Nazare. Theo MDA, Tổ chức Dịch vụ Y tế Khẩn cấp và Thảm họa của Israel, một người đàn ông 60 tuổi đã bị thương nhẹ do trúng mảnh đạn ở Hạ Galilee. Trong khi đó, kênh truyền hình Lebanon Al-Mayadin dẫn lời một phát ngôn viên của nhóm vũ trang Hezbollah cho biết, nhóm này đã bắn hàng chục rocket Fadi 1 và Fadi 2 vào căn cứ không quân Ramat David của Israel để đáp trả những cuộc không kích mà trước đó Israel đã nhắm vào Lebanon. Đợt pháo kích này đánh dấu sự leo thang căng thẳng mới nhất giữa Israel và nhóm Hezbollah ở Lebanon. Hezbollah đã thực hiện nhiều cuộc tấn công xuyên biên giới nhắm vào các mục tiêu của Israel để thể hiện tính đoàn kết với nhóm vũ trang Hamas kể từ khi Israel triển khai chiến dịch quân sự ở dải Gaza. Trước đó, IDF cho biết đã tấn công khoảng 180 mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Lebanon trong ngày 21 tháng 9. Còn hôm 20 tháng 9, các tiêm kích của Israel đã tấn công khu ngoại ô của Beirut, tiêu diệt một số chỉ huy cấp cao của Hezbollah. Theo chính quyền Lebanon, 37 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công trên. Mỹ hối thúc công dân rời khỏi Lebanon. Đại sứ quán Mỹ tại Lebanon kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Lebanon giữa lúc các chuyến bay thương mại vẫn có thể hoạt động, khi mà xung đột giữa Israel và Hezbollah đang căng thẳng. CNN đưa tin, hôm 21 tháng 9, trong bản cập nhật khuyến cáo đi lại, Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo công dân nước này không nên đến Lebanon do tội phạm khủng bố, bất ổn dân sự, bắt cóc, mìn chưa phát nổ và nguy cơ xung đột vũ trang. Khuyến cáo cấp 4, mức cao nhất do Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành, cho hay công dân Mỹ ở miền nam Lebanon gần biên giới với Syria hoặc trong các khu định cư tị nạn nên rời khỏi những khu vực đó ngay lập tức do các cuộc tấn công xuyên biên giới và đụng độ tiềm tàng giữa lực lượng an ninh với các nhóm cực đoan. Ngoài ra, khuyến cáo nhấn mạnh những người quyết định ở lại Lebanon nên chuẩn bị sẵn nơi trú ẩn phòng trường hợp tình hình trở nên tồi tệ hơn. Hezbollah đề bạt hai chỉ huy cấp cao mới. Nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon hôm 21 tháng 9 đã bổ nhiệm hai quan chức cấp cao là Ali Karaki và Tan Al-Hamia để thay cho vị trí của chỉ huy Ibrahim Aqil vừa bị Israel ám sát. Thời báo Israel dẫn thông tin từ Hezbollah cho biết quan chức Ali Karaki là người đứng đầu bộ chỉ huy miền nam của nhóm vũ trang này và đây là cơ quan chịu trách nhiệm cho các hoạt động quân sự ở miền nam Lebanon. Trong khi đó, quan chức Tan Al-Hamia lại là chỉ huy đơn vị 910, đơn vị phụ trách các nhiệm vụ tấn công của Hezbollah ở nước ngoài. Thời báo Israel nhận định, việc Hezbollah nhanh chóng bổ nhiệm hai quan chức cấp cao mới diễn ra trong bối cảnh IDF trước đó một ngày đã thực hiện vụ không kích ở vùng ngoại ô thủ đô Beirut, khiến chỉ huy Ibrahim Aqil, phó lãnh đạo lực lượng biệt kích Radwat, thiệt mạng. Ukraine huy động nhiều vũ khí đẩy lùi cuộc tấn công lớn của Nga ở Donetsk. Lữ đoàn tấn công đường không Tavrian số 79 của Ukraine đã huy động cùng lúc nhiều loại vũ khí để đẩy lùi cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào khu vực Kurakove thuộc tỉnh Donetsk. Trong thời gian qua, Nga liên tiếp tấn công dữ dội vào nhiều khu vực ở mặt trận phía đông nhằm phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine tại tỉnh Donetsk theo hướng tới các thị trấn Pokrov và Kurakove. Trong bản tin cập nhật hôm 23 tháng 9, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân đội nước này đã đẩy lùi 28 cuộc tấn công vào các khu vực Kurakove chỉ trong ngày qua. Tờ Kyiv Independent đưa tin, đoạn video được Lữ đoàn 79 công bố cho thấy các lực lượng Nga đã cố gắng phá vỡ các phòng tuyến của Ukraine ở gần làng Kostiantynivka vào ngày 22 tháng 9.
Cuộc tấn công được cho là có sự tham gia của 20 thiết bị, bao gồm 14 xe bọc thép chở bộ binh và 6 xe tăng. Lữ đoàn 79 cho hay họ đã phát hiện ra đoàn xe của Nga trước và huy động pháo binh, máy bay không người lái UAV cùng tên lửa chống tăng để đẩy lùi cuộc tấn công. Kết quả, lực lượng lính dù Ukraine đã làm hư hại 1 xe tăng, phá hủy 2 xe tăng khác và 2 xe bọc thép chở quân của Nga. Một chiếc xe khác đã trốn thoát, những người điều khiển UAV của chúng tôi còn tấn công bộ binh Nga, Lữ đoàn 79 thông báo. Trước đó, Ukraine cho biết tính tới ngày 12 tháng 9, quân đội Nga đã tiến về phía Kurakhove từ 3 hướng, nhưng các bước tiến của Nga đã bị chậm lại.